Ôi, chào mọi người đến với kênh của mình nha. Hôm nay mình quay cho mọi người coi cái xe mà đạp hạn chế, xe máy mà đạp hạn chế độ thành độ xong rồi nè. Rồi nó lên được xích, rồi lên được phuộc, lên tay lái hết rồi. Đây, mình quay gần cho mọi người coi nha. Đây là cái dĩa xe máy nè. Mình tháo cái dĩa thắng ra, mình thay cái dĩa xe máy vô. Đó, mình độ đặt phuộc sâu. Đó. Sên lấy sên xe máy luôn nha, cái dĩa đằng trước là dĩa xe đạp. Rồi, mình lấy cái chặng ba nè, đó. Ở đây cái chặng ba của xe quay nè. Đó, mình mới độ xong cái tay lái rồi nè. Đó, mình quay cho mọi người coi cái mình độ nha. Đó, mọi người thấy rõ không? Đó, cái này muốn mình gắn cái thắng dĩa vô nữa. Gắn cái con heo dầu vô đây, lên cái thắng nữa. Thôi chào mọi người nha, mọi người thấy hay thì đăng ký kênh cho mình nha. Thôi chào mọi người.